Shop Sơn TV.com, nơi bán nick liên quân, verify uy tín giá rẻ, vòng quay quân huy hấp dẫn, thử vận máy nhận nick cực ngon, nhanh tay truy cập Shop Sơn TV.com. Chào mừng đến với OK, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của NMH. Trong video này mình sẽ làm về vị tướng, đó là Zon anh em ạ, một vị tướng xạ thủ thời điểm hiện tại rất chính là hot pick luôn. Và sự sát thương của Zon thì cũng được khẳng định, nên là vì thế người ta chọn Zon rất chính là nhiều. Nhưng mà quan trọng nhất, lượng sát thương có tốt đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà phải được xả đám kìa, khi đó anh em mới phát huy tối đa sức mạnh của chất tướng. Còn đám của anh em cho dù có lớn đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà không được xả sát thương thì cũng chỉ đó là vô nghĩa. Ở trận đấu này mình đối đầu bên kia, đó là vị tướng xạ thủ cũng rất chính là mạnh ở thời điểm hiện tại, Celica. Bên mình có thêm DSP, bên bàn thì có Oma. Nói chung cũng khá là nhiều vị tướng hot pick ở thời điểm hiện tại, toàn là chất tướng gọi là pick chất tướng hợp meta thời điểm hiện tại cả anh em ạ, ví dụ Kahi chẳng hạn. Bên mình thì có Tu Lét. Rồi, tình huống này thì Zon có chim và Celica không có chim rồi. Solo giữa hai người thế này thì cũng chưa biết là bên nào ăn bên nào cả. Rừng tem mình thì cũng chuẩn bị gánh, nên là tình huống này thì cấu nhử được thì tốt này. Tem mình đi càng thẳng thế thì càng tốt. Càng thẳng thế thì sẽ càng lên cao và rừng tem mình sẽ dễ gánh hiệu quả hơn. Ok, anh em thấy thì rừng tem mình đang núp ở bụi cỏ bên kia đúng không? Mình thì vẫn tích điểm nội tài như thế này thôi, để bắn nội tài gọi là vô tần tên. Đầu game thì Zon sự sát thương chưa phải là tốt, nên anh em cứ tích cực farm cho mình một xíu trước đã. Rừng tém mình vẫn đang núp ở bụi cỏ bên kia. Tình huống này hy vọng là tém bên bàn lên cao hay quá bạn ơi. Lên cao đến từ vị trí của FP tém bên địch, mật tốc biển đến từ vị trí của Oma, nhưng mà cuối cùng thì cũng không chạy được lên bảng điểm số. Mình định đó là chơi vị trí xa thủ tém bên địch, nhưng mà cá hí xả chiêu cuối phải lùi lại thôi. Lượng máu thì cũng khá là thấp, nhưng mà có lẽ là chưa có vấn đề gì nguy hiểm, nên là mình sẽ farm xong đám lính này sẽ biến về 6 nhá. Thì trong video này mình cũng sẽ đó là trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị trí của Zon. Đối với Zon thời điểm hiện tại thì kể cả trì những vị tướng tánh cớ sẽ cực kỳ là khỏe luôn. Chơi Zon thì sợ những vị tướng nào? Anh em nên lưu ý rằng nếu mà tem bên bàn có những chất tướng này, anh em cân nhắc đó là có nên pick Zon hay không. Thứ nhất đó là Batman, một trong những vị tướng Zon rất chi là sợ. Mình cũng đã có clip đó là về Zon để khắc chế Batman bằng cái lối lên đô, nhưng mà thực chất thì Batman vẫn là khắc chế Zon rất chi là tốt. Rình dập và bắt Zon tốt rất chi là khó. Các vị tướng bảo kế FP có thể bảo kế được tốt. Thứ hai, những chất tướng sốc đám khác dạng như Ngô Khống này, Zuka này, Bến này, Kera này, những vị tướng xạ thủ, nói chung những vị tướng đó sốc đám và khả năng cơ đồng cáo nữa. Nói chung có những vị tướng đó thì anh em nên lưu ý cho mình đó là pick Zon. Ok, còn trận đấu này thì có díu thì cũng không phải là quá đáng sợ cho lắm. Ok, mình lại lùng được một màng của Oma của tem bên đích nữa rồi. Nói về đồ trấu bò thì chắc chắn Oma không bao giờ có cửa để so bi với thế được. Bây giờ thì sẽ vào đó là cống trù luôn. Tem bên mình ba người đang ép anh em ạ, xạ thủ của tem đích thì lùi về rồi. Nhưng mà tình huống này thì có lẽ là tem bên mình đang lên đó là hơi cao, anh em ơi, phải lùi lại thôi. Cẩn thận ma lộc nó luyện ngục phạt, nó khép góc là thôi sóng ối rồi luôn á. Nên là tình huống này thì sẽ phải đó là lùi lại. Tem bên đây cũng đang tập trung thật chứ là đông. Thế trận hiện tại bây giờ thì tem bên mình nhìn hơn được xíu thôi, cũng chưa phải đó là vấn đề gì lớn. Vẫn đang núp bắt mục tiêu đến từ team bên mình. Mình sử dụng đó là chiêu hai phát nữa này. Ôi, phát đỏ tí nữa thì cả hết được màng của vị trí của Oma anh em ơi. Nhưng mà có vẻ là team bên mình lão vào hơi xấu rồi, không biết có rút ra được hay không. Với chất tướng trâu bo đến từ thế thì vẫn rút ra được. Thôi lùi lại thế này. Lùi lại phá một xíu đã đi. Ít nhất mình cũng phải có đến 2 đến 3 món đồ à.
khi đó cái lượng sát thương của mình mới có thể là tốt được. 4-2 dành cho hai bên thôi. Đối đầu với Celica thì anh em cần lưu ý rằng đó là sự khoảng cách khi Celica bật chiêu cuối một xíu. Còn lại thì có lẽ là nếu mà solo 1-1 á, ở giai đoạn cuối game gión vẫn không sợ đó là Celica đâu. Nhưng mà quan trọng nhất Celica đó sải tay đó là khá là dài đến từ chiêu cuối. Rồi bây giờ thì Oma lại quay tay thân trường nhưng mà có kịp lui về hay không? Sử dụng đó là nội tài vô tần tên này. Và kết liễu vị trí của Oma, tiến Oma lên bảng điểm số. Chỉ còn mỗi mình xạ thủ tem bên đích nữa thì sẽ dễ chơi hơn thôi. Rồi, bây giờ anh em nhận thấy rằng thì xạ thủ tem đích thì lượng máu cũng không phải là dồi dào nữa. Mình tích bằng nội tài, rồi bắn nội tài vô tần tên, đó là dọn dẹp lính thôi. Rồi, Celica này, này thì Celica này. Bắt chiêu cuối thì mình sẽ né khỏi. Đó là đám sát thương đến từ chiêu cuối nhá. Đoạt mệnh xích của Vered được sử dụng, mình sấy. Và tiễn Celica tém địch lên bảng điểm số. Vậy là quá là hay luôn rồi. Hay quá đến từ vị trí của Vered tém bên mình anh em ạ. Lùi ra một cách đó là kịp thời. Nói chung hiểu ý xíu thì ăn màng đó là sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu mà không hiểu ý thì thực sự nhiều khi thì cố gắng mà cố quá thì thanh quá cố á. Về chiêu thức của vị tướng gió này thì khá là dễ đúng không anh em? Chiêu thứ nhất thì anh em gọi là túng bắn như thế này đấy, kích hoạt nội tài vô tần tến. Chiêu thức thứ hai thì anh em bắn tên thân, đó là như thế này, kích hoạt nội tài vô tần tến. Còn chiêu cuối thì anh em bắn mưa tên, kích hoạt nội tài vô tần tến. Vô tần tên tức là rất chỉ là nhiều mũi tên bắn ra, bên cạnh đó thì nó bắn theo phần trăm máu nữa. Nên là cho dù các vị tướng trâu bò dạng như Toro này, Malok này, rồi Crep này, các kiểu á, Zon bắn rất chỉ là đau luôn nhá. Zon sẽ không sợ các vị tướng trâu bò đâu anh em ạ. Nên là vì thế có Zon trong đội hình của tem bên địch, mình khuyên anh em nên pick các vị tướng thuộc dạng trợ thủ sải tay dài á, hoặc là vị tướng theo thiên hướng khống chế tốt. Còn lại nếu mà tánh cớ mà trâu bò thì đối với gión thì sấy cũng rất chứa là lực. Hái nội tài thôi anh em ạ. Tâm ở trâu bò chứ hái nội tài là gọi là có thể là bốc hơi thôi. Về nội tài của gión thì 6 phạt, 4 phạt đánh thương như thế này thì phạt thứ 5 đó là sẽ kích hoạt nội tài vô tần tên thôi. Toàn là vô tần tên cả anh em ạ. Bây giờ đang thấy tầm nhìn của Zeus tém bên đích, cũng như đó là Oma tém bên đích nữa anh em ạ. Rồi, Zeus tém bàn làm gì đấy, bắn vào đến từ vị trí của Zeus bị thế tém mình đẩy ra. Và cuối cùng thì Zeus lên bảng điểm số, gió đó là dính mưa tên đến từ vị trí của mình. Bắn thêm luôn đó là vị trí của Oma tém bên đích nữa, double kill. Một vị tướng trợ thủ đỡ đòn mà mình khuyến khích anh em chơi thời điểm hiện tại đó là vị tướng đang DSP cho mình, vị tướng thến. Mình cũng đã làm thến ở mùa 24 rồi. Một vị tướng trợ thủ cực kỳ là đáng chơi, đỡ đòn rất chính là đáng chơi ở thời điểm hiện tại. Vừa trâu bo này, vừa có khả năng hồi phục tốt này, vừa khống chế tốt, vừa có đám chuẩn nữa, rất chính là nhiều thứ. Với mình thì sức sát thương bây giờ đó là rất chính là lực thôi. Những cú sấy của mình có thể lấy đi khoảng nửa cái máu kể cả các chất tướng dạng như má lộc á. Rồi, bây giờ thì có giao tranh anh em ạ. Rồi, tình huống này thì mình đang còn tốc biến anh em ạ. Tốc biến lên sấy luôn. Nhưng mà team bên địch chạy vào xấu quá, không bắn tới và lấy luôn cái trụ này. Vậy là quả ok luôn rồi. Cái giòn thì anh em cứ tích điểm nội tài như thế này cho mình thôi. Sau đó thì bắn nội tài vô tần tên. Cũng khá là đơn giản, nói chung chơi giòn thì khá là đơn giản. Nhưng mà quan trọng nhất đó là giữ vị trí. Xả đám thì khá là đơn giản nhưng mà giữ vị trí thì cực kỳ là quan trọng. Chỉ cần sơ hở xíu gặp sát thủ của tay bên địch là anh em lên bảng điểm số liền á. Ví dụ như Zeus chẳng hạn này, hoặc là những cú luyện ngục của Malok. Vì thế chơi giòn thì anh em thấy giữ vị trí là cực kỳ là quan trọng. Bây giờ sẽ lên trên này ép cái trụ ở khu vực đường tà thần luôn nhá. Lấy hết gian trụ ngoài ở đường giữa. Bây giờ lấy thêm cái trụ đường tà thân nữa. Vậy là hết gian trụ ngoài của tém bên địch rồi. Sun,
Ok, tình huống này sẽ lấy cái trụ đường giữa lên ngục của Ma Lốc được sử dụng, giữ tém địch băng ra, nhưng mà pha này thì giữ tém địch lên bảng điểm số, chưa kịp sử dụng chiêu cuối luôn. Lượng máu của mình thì cũng không được dồi dào nữa, sẽ lùi lại đó là một xíu. Phám thứ nhất đó là để hồi máu, thứ hai cướp luôn bột sánh có thêm năng lượng. Ok, lấy luôn cái trụ đường giữa. Bây giờ lại lấy luôn cái trụ ở khu vực đường rồng này nữa anh em ạ. Có hai đường lính siêu cấp rồi. Rồi díu tém đi. Này thì díu này, đẩy bà băng chiêu hái này, tốc biến né sát thương này, díu phong bá vào không khí và cuối cùng tiền díu lên bảng điểm số. Thực sự thì sau khi gọi là díu sử dụng chiêu cuối không còn khả năng cấm lăng được nữa, thì díu cũng bị phế đi đó rất chi là nhiều. Hai giờ tế tém mình bẹt díu. Ok, thì về phần trang bị dành cho vị tướng dọn thì sẽ lấy như thế nào? Đầu tiên sẽ lấy đôi giày du mục tăng tốc đánh, tiếp đến hai món đồ chỉ mang thành kiếm sóng đáo bảo táp. Sau đó một món đồ xuyên giáp đó là diệt thần cúng, đắt nhưng sạch ra miếng. Tiếp đến thì sẽ lên đó là cái nánh thì đối phương dưới 50% máu chịu thêm 30% sát thương, kèm theo đó thì cộng thêm lượng công vật lý khổng lồ. Và cuối cùng giáp hồ mạnh để đảm bảo an toàn. Đó là biểu đồ sử dụng dành cho vị tướng Zon. Nói chung đây là biểu đồ chuẩn chỉ nhất dành cho Zon rồi anh em nhé. Tầm này thì có lẽ đẩy thì mình lên cao lấy thêm một đường lính siêu cấp còn lại nữa. Có 3 đường thì tỷ lệ giành chiến thắng sẽ cao hơn. Với chất tướng của tem Mendic ví dụ như Kahi chẳng hạn thì khả năng dọn dẹp lính cũng khá là tốt. Kahi cũng như Celica thì khả năng dọn dẹp lính tốt nên là cũng không thể đó là dễ dàng để việc đó là cống trụ. Thế tem mình mà tánh trụ được thì tốt này. Và này thì mình sẽ sử dụng đó là chiêu cuối để mưa tên bay vào nhá. Ok, lấy trụ này. Cái trụ chỉ còn xỉu máu. Ôi, luyện ngục. Ôi. Luyện ngục của Ma Lốc sát thương to thế. Ôi, mình đang còn là gần nửa cây máu mà. Vậy đám ảo thế. Luyện ngục của Ma Lốc 2661 đám chuẩn. Gắt thế. Ôi, luyện ngục đám to thế. Phải công nhận là pha đỏ luyện ngục của Ma Lốc đám to thật sự luôn á. Hiện tại thì mình đã có 3 đường rồi. Ôi, Ma Lốc ăn được cái màn chấm dứt kìa. Thực tế thì Ma Lốc mình đã làm clip ở mùa này rồi, cách đây nó mấy hôm á. Thực tế thì nó cũng rất chia lên bậc to anh em á. Đám sát thương của Ma Lốc thì không phải bàn cãi nữa rồi. Nó có sát thương chuẩn nữa. Sát thương chuẩn là sát thương màu trắng trắng á. Sát thương chuẩn thì không ảnh hưởng bởi lập giáp anh em á. Giáp ảo chỉ là vô nghĩa đối với sát thương chuẩn á. Về phần phù hiệu dành cho Zon thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu đó là luyện kiếm để tích lũy kỳ vương lượng vàng tốt hơn dành cho Zon. Rồi bây giờ thì có dao tay anh em ơi, lên sẽ hỗ trợ tím nhá. Rồi sấy luôn này, chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số. Về bảng ngọc dành cho Zon thì anh em lên cho mình như sau: ngọc đỏ tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang 10 viên. Ngọc tím 7 viên tốc đánh tốc chạy, 3 viên hút máu và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Thời điểm hiện tại thì mình có được cái nánh thì thực tế là những củ sấy của mình sẽ cực kỳ là chất lượng. Tầm này dạng như Ma Lốc sấy phạt thì chắc có lẽ mất hơn nửa cái máu á. Mấy con gọi là đệ tử của Toro rất chính là to, rất chính là bự luôn anh em ạ. Ok, tình huống này thì chắc là sẽ tổng tấn công luôn anh em ơi. Kết thúc được đến trận đầu kết thúc, còn không kết thúc được có thể quay trở về em ta thân xế giá. Rồi, có giá phô mạnh rồi anh em ạ, mình phun đô rồi thì tầm này thì sự sát thương quả là ok luôn. Nhưng mà cũng cần lưu ý những cú luyện ngục hoặc là bắn ra đến từ vị trí của díu. Chắc chắn những vị tướng bắn vào thì giống như Thến chẳng hạn hoặc là đoạt mảnh xích của Vrest là bắn vào đâu.
Còn mình thì anh em chơi xạ thủ luôn luôn đứng phía sau dành cho mình nhá, chứ lao lên là dính ngay á. Rồi bây giờ có giao tranh luyện ngục của Malok được sử dụng. Xây Dìu tém địch trước kịp sử dụng chiêu cuối luôn á. Double kill dành cho mình rồi. Rồi tích điểm nội tài này, mình đang còn tốc biến anh em xây này. Malok 1 nội tài này, 2 nội tài này, còn một xíu máu tốc biến chơi luôn này. 3 em lên bảng điểm số này, không cho Kahi hồi phục máu nữa này. 4 em lên bảng điểm số. Tiếc nha, không được cái mega kill anh em ạ. Chỉ được cái quá đa kill thôi. Ồ, mà pha đỏ cũng không được quá đa kill luôn, chỉ được hai cái double kill. Ôi, ông gà này đã làm ăn chán nha. Tự nhiên pha đỏ mà lại không được, đó là quá đa kill kia, thời gian rất chỉ là ngắn á. Ok, và trận đấu kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công. The sky is my bow.